Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Hoàng Thị Thủy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh, và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh điều hành kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Thành Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, đoàn thể địa phương và các bà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Trước khi tiến hành kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các bà đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bắc Hồ trong khuôn viên tỉnh ủy. Báo công với bác về những thành tựu trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2011, đồng thời bày tỏ tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực vượt khó. Tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17 bằng các chương trình, đề án cụ thể, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống đồng thời quyết liệt ngăn ngừa và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe, đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đoàn đại tỉnh hội tỉnh Khai mạc kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoa Thị Thủy Lan đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, thảo luận đóng góp ý kiến để Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành trình bày tại kỳ họp nêu rõ. Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 có nhiều thuận lợi, song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, và các tầng lớp nhân dân. Vĩnh Phúc đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép với những kết quả nổi bật, toàn diện, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. 18 trên 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt mục tiêu đề ra, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt. Tăng trưởng kinh tế năm 2011 đạt 8,02%, cao thứ 9 toàn quốc. Cơ cấu kinh tế, ngành công nghiệp xây dựng chiếm 63,74%. Dịch vụ chiếm 28,43%, nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 7,83%. Tổng thu ngân sách đạt trên 32.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 27.600 tỷ đồng. Thu hút đầu tư đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay với 57 dự án FDI, tổng nguồn vốn đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được củng cố. Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 được quân khu 2 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cũng chỉ rõ một số nhóm nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Trong những ngày gần đây, dịch Covid-19 diễn biến theo chiều hướng phức tạp số ca mắc trong cộng đồng tăng nhanh ở tất cả các huyện thành phố. Để tiếp tục chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, nhất là dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương Lịch năm 2022. Thực hiện nghiêm nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau. 1 tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 của Chính phủ, chỉ thị 18 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và các chỉ đạo khác liên quan. 2. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động lễ hội đang tạm dừng để phòng chống dịch Covid-19. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện các quy định phòng chống dịch dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch năm 2022. 3. Mỗi cơ quan đơn vị, doanh nghiệp chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm tự chủ, tự tầm soát, tự xét nghiệm và tự chịu trách nhiệm. 4. Yêu cầu 100% cán bộ công chức viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị gương mẫu thực hiện. Vận động nhân dân không tổ chức lễ Giáng sinh trực tiếp, không tập trung đông người, không tụ tập ăn uống, hạn chế du lịch, tham quan dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022. Nghỉ ngơi tại nhà chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết để tránh lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Thực hiện hiệu quả nguyên tắc 5K cộng vaccine, thuốc điều trị, cộng công nghệ cộng ý thức của nhân dân. 5. Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, các sở ngành, cơ quan đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch, trong đó có việc giả soát đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ liều vaccine và chậm nhất hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2021. Xây dựng kế hoạch triển khai việc tiêm mũi tăng cường, mũi bổ sung cho những người đã tiêm chủng đủ liều cơ bản. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai sẽ diễn ra hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đây là dịp để nhìn lại và tiếp tục phát triển, hoàn thiện đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và phát huy truyền thống bản sắc ngoại giao hòa hiếu, giàu tính nhân văn của dân tộc. Phát huy mạnh mẽ tư tưởng đổi mới được khởi xướng từ đại hội 6, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế vì lợi ích quốc gia dân tộc là sẽ chỉ đỏ xuyên suốt đối ngoại thời kỳ đổi mới và được nhận thức ngày càng sâu sắc. Đối ngoại luôn thực hiện nhiệm vụ bao trùm và thường xuyên là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các yếu tố quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới và bảo vệ tổ quốc, nâng cao vị thế đất nước. Từ chủ trương thêm bạn bất thù, Đảng đã phát triển thành hệ thống quan điểm, phương châm chỉ đạo xuyên suốt đối ngoại Việt Nam thời kỳ đổi mới là nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Vừa hợp tác vừa đấu tranh, kiên định nguyên tắc, mục tiêu chiến lược nhưng linh hoạt, khôn khéo về sách lược. Đến nay, nước ta có quan hệ ngoại giao với 189 trong 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, trong đó có 30 đối tác chiến lược đối tác toàn diện gồm tất cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bán Liên Hợp Quốc, 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu và 17 trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung và khép kín, đến nay Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có liên kết kinh tế sâu rộng, đã ký và tham gia 17 hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có các FTA thế hệ mới. Kim ngạch xuất nhập khẩu tương đương khoảng 200% GDP tư khoảng 400 tỷ đô la Mỹ, vốn FDI đăng ký. Những thành tựu đối ngoại nói trên là kết tinh nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, là điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước. Như nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, trong đó có đóng góp rất quan trọng của ngoại giao, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trên cơ sở đánh giá toàn diện thành tựu, bài học thế và lực của đất nước sau 35 năm đổi mới. Đại hội 13 tiếp tục kế thừa những nội dung xuyên suốt đường lối đối ngoại của Đảng ta thời kỳ đổi mới, đồng thời phát triển và bổ sung nhiều nội dung mới để đối ngoại đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó khẳng định đặt lễ quốc gia dân tộc lên trước hết và trên hết. Đồng thời chỉ ra nguyên tắc chung là phải luôn nỗ lực đạt được lễ quốc gia dân tộc với mức cao nhất có thể. Tại đại hội lần thứ 13 của Đảng, lần đầu tiên đảng ta xác định rõ vị trí, vai trò tiên phong của đối ngoại trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, xây dựng nền ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm. Đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 13 của đảng đã kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại của đảng ta thời kỳ đổi mới, là kim chỉ nam cho triển khai đối ngoại đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả trong thời gian tới. Với tỉnh Vĩnh Phúc, hoạt động đối ngoại được quan tâm triển khai trên tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 trên cả 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Các hoạt động này đã góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Vĩnh Phúc với các tỉnh, địa phương của các nước, đồng thời thu hút các doanh nghiệp FDI đến đầu tư tại tỉnh. Dấu ấn trong năm 2021, Vĩnh Phúc đã triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại, trong đó có chuyến công tác Nhật Bản của đồng chí Hoa Thị Thủy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh và đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc tháp tùng Thủ tướng Chính phủ đã thành công tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác về ngoại giao nhân dân, thu hút xúc tiến đầu tư của Vĩnh Phúc trong thời gian tới, góp phần cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 về đối ngoại và ngoại giao nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, không giấy tờ, không tiền mặt và không khách hàng giao dịch là mục tiêu mà kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc hướng đến nhằm tăng tính công khai minh bạch và nâng cao hiệu quả trong công tác thu chi ngân sách nhà nước. Nếu như trước đây, chị Nguyễn Thị Minh Thúy, phòng kiểm soát chi kho bạc nhà nước tỉnh luôn cảm thấy mệt mỏi vì phải tiếp nhận nhiều hồ sơ, chứng từ trực tiếp từ các khách hàng, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm, thì từ khi triển khai và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, chị Thúy và các cán bộ phòng kiểm soát chi cảm thấy rất thuận tiện trong việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ, chứng từ của khách hàng. Các hồ sơ thì gửi qua dịch vụ công trực tuyến thì đảm bảo tính công khai, minh bạch, các thủ tục hành chính, thời gian gửi nhận rõ ràng. Và cán bộ kho bạc chúng tôi thì tiếp nhận và xử lý hồ sơ đúng theo thời gian của quy định, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của đơn vị. Và trong tình hình dịch bệnh COVID-19 thì giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến giúp cho cán bộ kho bạc hạn chế tiếp xúc với khách hàng nhưng vẫn đảm bảo giao dịch được thông suốt và giải ngân kịp thời các khoản chi ngân sách nhà nước theo quy định. Từ năm 2019, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc thực hiện triển khai giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến và đến năm 2020, với việc triển khai mạnh mẽ, quyết liệt dịch vụ công trực tuyến trong toàn hệ thống kho bạc, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đã hoàn thành triển khai dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch với tỷ lệ giao dịch vụ công trực tuyến từ những tháng cuối năm 2020 đến nay luôn đạt tỷ lệ 99 đến 100%. Công tác chi ngân sách nhà nước cũng được thực hiện tối đa theo phương thức trực tuyến thông qua hệ thống ngân hàng Kết quả, trong 10 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ chi ngân sách nhà nước bằng tiền mặt trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc chỉ chiếm 1,5% tổng chi ngân sách nhà nước. Để sớm hoàn thành mục tiêu kho bạc 30, kho bạc nhà nước tỉnh đã đề ra những giải pháp cụ thể. Tiếp tục thực hiện tốt cái công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cái mọi hoạt động, nhất là những cái về cái lĩnh vực thu trên thu trên ngân sách. Thứ hai là căn cứ và các luật cũng như nghị định chính phủ và cái thông tư 87 của Bộ chính quy định về cái giao dịch điện tử trong lĩnh vực kho bạc. Và thứ ba nữa là cũng tiếp tục là yêu cầu là các đơn vị mở rộng cái địa bàn phải thanh toán cá nhân qua hệ thống ngân hàng thương mại đồng thời cũng tuyên truyền vận động để các đơn vị thực hiện tính tiền mặt đối với tất cả các khoản chi qua hệ thống ngân hàng thương mại. Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách, việc sớm hoàn thành mục tiêu trở thành kho bạc 3 còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, giúp cho công tác quản lý nguồn ngân quỹ nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả.